Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã đi kiểm tra thực tế công tác triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quyết định 2788 tại quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam. Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh hoan nghênh các địa phương đã triển khai thực hiện tốt việc siết chặt giãn cách, đảm bảo ai ở đâu thì ở đó, đề nghị hai địa phương tập trung chỉ đạo phòng chống dịch quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả, bám sát thực tế xử lý tốt các tình huống phát sinh, chủ động hơn nữa trong chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị theo phương châm 4 tại chỗ, không trông chờ ý lại, khắc phục các bất cập, hạn chế thời gian qua để có giải pháp hữu hiệu ứng phó với diễn biến mới của dịch bệnh, tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện phòng chống dịch. Tổ chức xét nghiệm 100% cho người dân ở vùng nguy cơ cao, chủ động xây dựng phương án tổ dân phố xanh, phường xanh, quận xanh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị rà soát kỹ và quyết định áp dụng các quy định cho phù hợp đối với từng phường, từng quận. Đề nghị các địa phương tính toán kỹ phương án đảm bảo phòng chống dịch nếu thời gian tới mở cửa các chợ truyền thống trở lại, nhất là phương thức bán hàng và quy định giờ đi chợ đối với từng khu dân cư. Theo báo cáo của quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn thì đến nay, qua triển khai người dân tuân thủ thực hiện nghiêm các quy định giãn cách không ra đường. Các lực lượng chức năng cũng kiểm tra và xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm, phương án cung ứng hàng hóa thiết yếu, lương thực thực phẩm cho người dân được đảm bảo.